Môi trường ở đây rất là thân thiện, dễ thương. À, học tiếng Anh chút chút quá. Dạy một tuần, hai ngày. Chú yêu học sinh và cái môi trường làm việc ở đây rất thân thiện và hòa đồng. Nói chung là làm trong môi trường SSF, làm trong môi trường giáo dục. Thành ra cái công việc nó cũng rất thích. Làm ở đây á là cái nhất là vui, cái thứ hai nữa là như cô nó không có chuyện nghĩa nhiều, cho nên nó hả là cô nên cô chọn cái nhà làm ở đây. Thì chú này nhờ chú cây xanh với tưới nước. Điều gì khiến mấy anh chị thích thú làm việc ở đây phải không? Ở đây môi trường tốt, có cây xanh nhiều. Vì nó là một cái môi trường học, môi trường giáo dục, nó rất thân thiện và có nhiều điều rất thú vị. Thì làm việc ở đây là cũng như là rất vui vẻ. Chú thích làm học như như mấy giờ hỏi cô mấy giờ chú làm vệ sinh, mấy giờ vô làm học rồi hỏi cô vô làm học vệ sinh mấy giờ học sinh ra này kia, cô chú thích là làm với hỏi là muốn nhờ tiếng với học sinh là cái đó là cái gì viết viết bản hay là cái gì làm học làm bộ phận gì đó, dù chú không biết thì tìm hiểu học sinh chỉ chú. Thích vui vẻ, thích It's trường, fun. Thích vui vẻ. S là yêu thích học sinh, thích môi trường giáo dục, vui vẻ, hòa đồng. Môi trường sẽ mấy em đi học sinh dễ thương. Student, I love all students. And I like that society at school. Very, very quiet, and good air, very beautiful school, eh? I love working in Saigon Spa International because I have good condition for women here. Tôi có vất vả và có nguy hiểm nhưng mà rất là vui. Chị có điều gì nguy hiểm? Thì nguy hiểm thì khi cắt tỉa cây đồ cây lớn á, có thể sẽ rơi rớt thì anh chị em này kia là cũng như vậy. Khi mình đang cắt cây lớn á, mọi người sẽ khi nguy hiểm là leo lên cây, leo trèo lên cây cắt. Trong công việc của anh chị có điều gì nguy hiểm hoặc vất vả không? Có đối mặt với tội phạm và khống chế tội phạm? Không, chỉ có Hà thì nó hơi cực chút xíu. It's okay, not dangerous. Làm trong trường thì không có gì là nguy hiểm cả. Vì mỗi công việc làm là chú đã có chuẩn bị sẵn lên kế hoạch trước hết rồi, nên ra nó không có gì. Công việc của chú cũng tương đối cũng không có gì mà nguy hiểm, tại khi làm thì chú đã chuẩn bị hết rồi. There's nothing really dangerous. I think about our job danger about the electric. Cũng nói chung không có gì nguy hiểm thì cũng làm việc cũng tốt hơn, không có gì nguy hiểm cũng bình thường, không có gì vất vả luôn. Tôi làm việc năm 16 tuổi. Chú đi làm bắt đầu từ năm 17 tuổi. Làm nay 2 năm rưỡi rồi. Thì chú vô lúc là 40.
À, hồi đó chưa chú làm ở bên cảng á, giờ sao mới xin vô đây? Mới cảng thì 20 mấy tuổi rồi nè. Bắt đầu làm từ khi nghỉ học. Làm mấy tuổi? Từ khi nghỉ học năm lớp 6 là... 6th grade. Tao quên rồi. 12 tuổi. Bất kể con đi 25 tuổi đi làm than dệt. Con đi làm là 20 tuổi. Đi làm bắt đầu từ năm 20. 20. Năm 21 tuổi chú làm việc hả? Khi là làm việc năm mấy tuổi rồi? Chú làm việc rồi ở đây là từ năm 25 tuổi. Còn trước đây đó, cái làm việc thì lần đầu tiên làm việc thì năm 18 tuổi là chú làm việc rồi. I'm 24 years old. Anh chị bắt đầu đi làm năm mấy tuổi, bất kể công việc gì. Chú đi làm bắt đầu, chú đi làm là năm 18 tuổi. Thơ chìm. Từ năm 15 tuổi là 14 tuổi là cô đã đi làm rồi. Giữ em bé. Chịu bé đi. Đi làm lúc 12 tuổi. Thời gian rảnh tôi đọc sách tiếng Anh, học hỏi thêm những lên English myself. Nấu nhà thì ở nhà thì cô phải nội trợ ở nhà thì nấu ăn đồ đó. Nấu ăn dọn dẹp ở nhà thì cô không biết có ai đâu. Thì thế đời đang rảnh thì với chú chơi thể thao thôi. Free time, I love stay home. I have my family to do something in homework. Nhà thì nói chung cũng làm cũng thích ăn này kia thì nói chung thì cũng nấu canh nấu nóc thì cũng cái gì cũng thích, nói chung là ăn cái gì cũng được, cũng thích nhiều món. Thì sáng thứ bảy thì cũng có làm ở trường mà lúc mà ý không có ở trường, không có ở trường, ở nhà thì ở nhà thì cũng làm công việc nhà, không đi chơi, không có đi chơi. Chủ nhật rảnh thì ở nhà cũng chơi mấy đứa con là... Thứ bảy chủ nhật thì cô là vô á làm phòng lại bụi, lau bụi những là không có làm việc ở trường. Thứ bảy vẫn làm không mà lúc không có chủ nhật có làm á, chỉ có ngày chủ nhật là cô ở nhà là cô dọn dẹp nhà cửa hoặc nấu cơm, nấu đồ ăn cho hai bé Bi. À, nấu cơm, lau nhà hay đọc báo. Quan trọng thì xem sách báo, xem tin tức. Trong thời gian giãn thì cũng mệt. Không có đi làm ở đây nha, ngày chủ nhật. Không biết nội trợ. Chăm sóc gia đình. Là rảnh đó hả? Đọc sách, xem phim. Cho